Chào cả nhà nha. Mới vừa đi chợ về mua đồ ăn nữa, thì cứ là nấu ăn thôi chứ làm gì đâu. Xong rồi nè, mua cục thịt bự luôn, 2,9 kg gần 3 kg em mà. Cục này nè, thịt heo bên này nó khá là rẻ so với nhà đó, 2,9 kg 3 kg đi, mà 19 đồng cho 20 đô đi. 20 đô là nếu mà tính tỷ giá Úc ra hiện nay cho là 15 thì 300 ngàn. Vậy là thịt heo này khoảng tầm 100 ngàn ký. Rẻ hơn Việt Nam đúng không? Đùi Thịt này đâu, thịt vai. Đó, sao được. Thịt này nạc vai á. Giờ cắt ra ăn nữa, đem kho tiếp. Mấy đứa nhỏ nhà thích ăn thịt kho. Xong rồi còn miếng nem nướng. Bữa giờ mới có lò nướng, món gì cũng đi cũng 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 đem ra nướng ăn. Nhà thích ăn thịt nướng. Rồi rửa nha. Rửa giấm với muối á. Cả miếng bự chảng luôn. Như đầy 3 kg. Nhà có ba người lớn, chiều ai cũng nấu ăn chiều ai cũng bu vô bếp. Bạn này làm gì đây? Pizza. Bạn này làm pizza. Bạn vừa ăn hết một 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 hộp gì rồi giờ bạn làm pizza? bạn nhà này đang ăn mới tự nấu à? bạn này bạn này thì tiếp tục kho thịt. Và đây tiếp tục coi thịt. Còn bạn Ray thì tiếp tục coi tivi. Chào nhà. Sorry. Sorry. Ăn lúc nào mà trời nướng nướng đem ra nướng là cái trời nó mưa. Từ lúc khai trương tới giờ. Chiều có Rainbow, có gì? Bể sắt cầu vồng. Bạn này thì tiếp tục nướng thịt. Đây. Nướng đi. Pizza kiểu mới nè, pizza hình vuông. Không phải hình vuông luôn. Pizza hình hình này gọi là hình gì tí? Hình này gọi là hình gì? Ủa sao làm barbecue, pizza barbecue hả? Sao con làm này barbecue? Có tomato bình như này nè, một bình như này nè, bình to lắm. Con bỏ thêm bacon luôn. Ở trên nó có, ở trên nó có hem á. Pizza ăn chi thôi à, chứ không ăn gì hết. Chắc rồi mà để cây. Sợ nó cây đó, phải chắc là thế. Pizza homemade của chị Ti này, ngon không? Mình chị Ti là chị Ti ăn hết cái này như chơi đó. Cái iPad này, cái size của cái iPad bỏ vô hai cái iPad mới bằng. Hết lần không Tây? Hết. Hết lần không? Có ăn bữa không nữa. Ồ. Ăn còn thợt hèn. Sợ ra da sinh. Các em miếng à? Các em miếng. Các em miếng. Nó mà. Cứ chặt hả? Ông chặt làm gì đó? Chạy làm gì đó, chạy ăn pizza với chị Chi hả?
Dạ, chị Tuy cho miếng pizza luôn. Ngon quá đi. Chị Tuy cho một miếng pizza ngon nhất của chị Tuy luôn rồi đó. Đây. Chị Tuy có đồ cắt bây giờ xịn quá. Ok. Ok. Thế nó ok đây. Ok. Nó còn đĩa nào nữa ra đâu, anh mở ra rửa đi đâu hết ráo rồi. Đó, thì ăn pizza luôn, trời ơi, khoái, ăn tối nay ăn miếng này, xin chị tiên miếng nữa đây, miếng nhỏ nhỏ nữa đi, tối nay ăn này luôn, khỏi ăn cơm. Ở đây đây mẹ sắc ra cho đừng trúng vô mặt bây giờ không 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 có gì nhảy vậy Ngon, thích chăng lắm lâu lâu ăn á. Ừ, anh xin miếng nữa đi, hình như đó no, đúng là no, no. Chắc no, ứ họng gì. Cả miếng. nhiều bữa không hết Gì? hỏi ba ba để đưa đây vô cái nĩa này không có À, ăn phơi không? Ơi, là miếng thứ hai luôn, rồi. Rồi, rây này mạnh dữ. Rây mạnh dữ rây. Rồi, sau hồi thì thục ra được miếng thịt này nè. Nó hơi bị cháy, hơi bị. Có vẻ nó cũng chưa được giòn. Cái này hơi bị cháy. Nhưng mà cháy này cháy đường chứ không phải là cháy. Chắc là ngon. Cắt ra quất trẻ rau, cắt ra mẹ nướng, bỏ thêm hai trái khoai tây vô nướng luôn này. Ngon chưa? Chỉ thì đang cắt miếng thịt giòn không, nó bé cũng giòn, nghe rớp 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 là được rồi. Ui, mời cả nhà dùng với gia đình nha, nay ăn thịt nướng kim chi, salad, khoai tây nướng, với hai cái ly nước vàng vàng có bọt. Còn còn giấu chỗ này nữa nè, cheese, cheese ăn với bánh nè, cheese ăn với bánh này nè, mình thấy thích ăn vậy. Ok, mời cả nhà nhiên.